Vâng, trên màn hình quý vị hiện tại đang là một chiếc sập Ngũ Phúc 1m8, 2m2. Đây là một bộ sập cực kỳ là VIP, hàng bác khách hàng tại Ba Vì Hà Nội đặt chúng tôi. Đây là chiếc sập này thì là được chạm là Ngũ Phúc, hàng cực kỳ là đặc sắc luôn. Và thì nó đặc sắc ở chỗ nào thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu luôn cho quý vị xem về phần đục chạm của chiếc sập này. Đây là một siêu phẩm luôn, được đục chạm rất kỳ công tỉ mỉ. Đây quý vị có thể thấy từng đường nét chi tiết là được gọt tỉa cực kỳ kỹ luôn. Những cánh hoa rồi thì những chú chim đây, quý vị có thể thấy được là toàn bộ là được đục chạm kinh bong. Đây quý vị, tôi có thể cho mọi người xem được đấy, tôi có thể lùa được ngón tay ở trong này. Kinh bong rất là đẹp, được những cái nhụy hoa đây. Thì chiếc sập này là chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng ở tại Ba Vì Hà Nội, cực kỳ là VIP và đặc sắc luôn nha quý vị. Quay gần sát cho mọi người xem. Sản phẩm này là kích thước là 1m8 x 2m2 và chân 24, chân đục tùng lọc. Đây là phần chân, kênh bong quý vị có thể thấy được độ kênh bong của nó. Đây quý vị, đây kênh bong rất là kênh bong. Không phải như lúc nào chúng tôi có thể làm là người thợ nào cũng có thể là đục chạm ra được những chiếc dạ sạp như này, và không phải lúc nào được, cũng có rất là kênh bong của việc này. Từ lướt ông vị được thấy được độ thầm hố của nó. Như là một khu vườn hoa cực kỳ là sinh động. Ở giữa chiếc sập này thì là có hình tượng một chú rơi, hay là trong tiếng Hán gọi là phúc. Thì nó cầu mong những ước muốn và những điều tốt đẹp cho cuộc sống ấm no. Và chất liệu được sử dụng để làm chiếc sập này là chất liệu gỗ vụn, rất là đẹp, cực kỳ là bồng bềnh luôn. Đấy, những cái đường chìa này cũng rất là kỹ luôn quý vị nhá. Đây cái chân như này, tôi quay tổng thể của chiếc sập cho quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đường nét chi tiết là như tôi đã quay vừa rồi. Đây là tổng thể của chiếc sập. Tôi quay đến dáng sập cho mọi người xem. Đấy, dáng sập rất là đẹp nhé. Chân quỳ, dạ quỳ. Tôi quay bốn góc xung quanh luôn này. Đây là hai bên hông. Và ván mặt của chiếc sập này là ván mặt là hai lá. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện, vẫn chưa hoàn thiện hẳn nhé. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Mà đã rất là đẹp rồi. Đây là bên hông như này thì cứ có góc quay thì dễ quay hơn. Rất là đẹp luôn, kể cả những cái đầu con rơi này quý vị thấy này. Đây là hàng VIP nhé. Quý vị mà khi điện đến cơ sở hỏi hàng thì là họ chiếc sập Ngũ Phúc của liền 1m8 của bác khách hàng ở Ba Vì. Đấy, chúng tôi đang rất nhiều chiếc sập nhưng mà mỗi một chiếc thì là có thể đường nét đục chạm nó sẽ khác nhau, không phải giống chiếc nào giống chiếc nào đâu. Lướt lại một lần nữa cho quý vị xem được cái đường nét của cái dạ sập này. Đây có thể là linh hồn của chiếc sập đấy, độ đẹp này. Đó. Quá.
người ai cũng như yêu cầu thì liên hệ với xưởng đầu gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 50086 đây, địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đó, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video nhé. Phía trong này một khách hàng đang đến xem sản phẩm hoàn thiện đây. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé. Tôi sẽ để thêm một số hình ảnh chi tiết của sản phẩm bên dưới phần mô tả video để mọi người có thể xem chi tiết hơn. Vâng, xin cảm ơn.